Sáng ngày 19 tháng 12, Công an thành phố Hội An phối hợp với Đoàn phường Tân An tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường. Nội dung tập huấn chủ yếu là các quy định của luật giao thông đường bộ và các văn bản có liên quan, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, các quy tắc khi tham gia giao thông, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông, vân vân. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền thực hiện khẩu hiệu đã uống rượu bia không lái xe. Buổi tập huấn được tổ chức nhằm góp phần nâng cao kiến thức về an toàn giao thông, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông cho đoàn viên thanh niên. Dịp này, hệ thống Honda Tiến Thu Tiến Đức cũng hướng dẫn đoàn viên thanh niên phường Tân An những kiến thức về hạn chế tai nạn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách, lái xe an toàn, đồng thời hướng dẫn thực hành kỹ năng điều khiển xe máy đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.